và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho mọi người một cái sản phẩm mà mình nghĩ là tất cả các bạn đều nên có trong cái tủ đồ, từ những cái bạn con trai hay là đến thậm chí cả con gái cũng đều nên có trong tủ đồ. Mình sẽ review cho mọi người một cái sản phẩm, đó chính là một chai Healing Oil của The 91S. Và mình đã test thử cái chai Healing Oil này khoảng 2 tuần nay rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ đem cho mọi người cái cảm nhận của mình về cái chai Healing Oil này, xem là nó sẽ như thế nào. Về nguồn gốc xuất xứ của cái chai Healing Oil này là được xuất xứ tại Việt Nam và nó được làm bởi hãng The 91S. Và các bạn, nếu như các bạn không biết thì The 91S là một cái hãng làm ra những cái sản phẩm handcraft cho tóc tai bằng tay. Và mình khá là tin tưởng cái hãng The 91S này, bởi vì là những cái sản phẩm nào mà mình sử dụng á thì thường là hiệu năng và cái giá thành mình thấy nó khá là hợp lý cho tất cả các bạn. Mình sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ thì mình sẽ vào luôn cái phần chính của cái video này, đó là cái chai Healing Oil này. Và về cái cách đóng gói cũng như là thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp dài để đựng toàn cái chai này, và ở bên trong sẽ là một cái chai của Healing Oil. Hộp được thiết kế dưới dạng basic, được in label chính, có sự tương đồng với cả cái lọ ở bên trong của cái chai này. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra và xem bên trong nó sẽ như thế nào. Và ở bên trong cái chiếc hộp vừa rồi sẽ là một cái lọ đựng. Thì cái lọ đựng này được làm bằng thủy tinh, có sơn một cái màu gọi là cái màu đen nhám ở đây. Và mình thấy là cái chai này cầm cũng khá là đầm tay và khá là cứng và rắn giỏi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về thiết kế của sản phẩm. Và cái điểm đầu tiên của cái thiết kế của sản phẩm này đó chính là một cái lọ hoàn toàn màu đen. Và cái hình của label này là một cái hình nó kiểu như là một cái màu trắng, màu xám. Và nó hơi có một chút gì đó gọi là tông màu tối. Cho nên là nó sẽ khá là hợp với cả cái chai thủy tinh màu đen nhám này. Ở bên phải của label thì chúng ta sẽ có một cái này, và nếu như mình không nhầm là cái chữ Black Tea này là một cái chữ nó ký hiệu về cái mùi hương của cái chai này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái để QR code để cho có thể scan. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái logo của chữ 1S khá là nhỏ nhắn ở đây thôi, và có một cái chữ Healing khá là to ở đây. Ở dưới thì sẽ có những cái chữ như là Hair Healing Oil, và nó là kiểu như là chú thích là cái sản phẩm này để dành cho tóc. Và cái phần trái của cái label này sẽ được ghi là thành phần của cái chai dưỡng này, và ở dưới sẽ ghi là cái mục đích mà cái chai này đem lại cho mọi người là gì. Theo như mình đã sử dụng và tìm hiểu về cái chai Healing Oil này rồi, nó chứa hẳn 5 loại dưỡng chất để các bạn có thể là giúp cho tóc được mọc tốt hơn và nó khỏe khoắn hơn á. Lưu ý là những cái loại dưỡng tóc nào mà không phải là cứ nhiều những cái loại dưỡng chất là cái chai dưỡng đó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là cái chai Healing Oil này nó có khoảng tầm 5 loại dưỡng chất thôi, nhưng mà mình dám chắc chắn với cả các bạn rằng là dùng cái này sẽ cực kỳ thích cái chai này, bởi vì là mình đã sử dụng qua và nó khác hoàn toàn so với những cái dưỡng chất khác mà mình từng sử dụng trước đó. Và có những cái dầu như đặc trưng như là dầu castor, jojoba và dầu dừa, và có cả vitamin E và vitamin B5. Những chất này thì nó khá là tốt cho tóc của chúng ta. Và thực sự phải nói về cái mùi hương của cái chai này, phải thực sự nói là cái chai này có một cái mùi hương rất là thơm và cực kỳ nịnh mũi luôn. Trước khi, nếu như các bạn không biết thì mỗi khi mà mình chuẩn bị sử dụng cái con này để dưỡng tóc hay là pre-styling á, thì mình thường là mình sẽ xịt ra tay rồi mình khoảng phải dành ra khoảng 30 giây để mình ngửi cái mùi này, bởi vì là cái mùi này ngửi cực kỳ bị cuốn hút luôn. Nó... và thực sự... ui... và thực sự là cái mùi Black Tea này nó khá là thanh mát cho cái mùa hè, nó khá là oi bức như này. Cái chất của cái chai dưỡng này thì nó có một cái chất nó khá là khác, khác hoàn toàn so với những cái dưỡng cao cấp luôn. Là các bạn có thể thấy là cái chất của nó nhá, thì cái chất của nó khi mà các bạn xoa tay á thì nó như là một cái loại serum, nó cực kỳ thẩm thấu vào tóc rất là nhanh, và nó không hề có hiện tượng gọi là gây bết ra tay khi mà chúng ta bôi ra tay quá nhiều. Mà nó ở trên tay, khi mà trên tay của chúng ta á, thì nó sẽ có một cái lượng thời gian nhất định để có thể bay hơi những cái chất ở trong này ra. Nhưng mà tuy nhiên lên tóc thì nó lại bám cực kỳ lâu. Về cái chất dưỡng này thì có thể nói là nó cũng khá là đặc, và nó cũng không hề bị nhờn khi mà các bạn xoa ra tay hay là các bạn xoa lên tóc. Thực sự là một cái điều mà mình rất là thích ở chai này là khi mà các bạn pre-styling á thì các bạn dùng một cái lượng vừa đủ. Ở đây thì mình sử dụng khoảng một lần ấn thôi, cho nên là nó sẽ vừa đủ cho cả cái đầu của mình. Và nếu như các bạn nào tóc nhiều hơn thì các bạn có thể sử dụng đến 2 lần nhấn. Khi mà các bạn xịt ra tay rồi các bạn break down lên tóc á, thì có không một cái gọi là một cái nó giúp cho tóc của các bạn mượt hơn. Cái độ volume và texture nó đem lại thì cũng khá là vừa đủ. Nó cũng không hề quá là thấp volume hay là cái texture thì nó cũng không gọi là quá ít. Về cái độ kết dính thì thực sự là nó cũng không được đem lại khá là cao. Mình nghĩ là với một cái sản phẩm các bạn vừa có thể sử dụng để dưỡng tóc và vừa có thể sử dụng để pre-styling được thì nó hạn chế những cái phần dính của nó đi.
Bởi vì là khi mà các bạn có thể sử dụng nó để dưỡng tóc ấy, thì nó sẽ đem lại một cái hiện tượng gọi là dính lên tóc, một cái hiện tượng bết. Cho nên là cái chai này không hề để lại hiện tượng đó. Đây là một cái điểm cộng cho cái chai Healing Oil này. Và mình nghĩ là các bạn nên sử dụng nó. Có một cái điểm đó chính là đối với những các bạn tóc sơ ấy, các bạn chỉ cần sử dụng cái chai này và các bạn sử dụng lên tóc và các bạn dùng lược để trải lại á, thì thực sự không bao giờ có hiện tượng là rối tóc và gãy rụng tóc khi mà các bạn trải bằng lược. Các bạn pre-styling xong thì tóc của các bạn sẽ giữ được một cái độ ẩm nhất định, nó không bị bóng này, nó không bị khô quá, nó không ẩm quá, và nó tạo ra một cái mái tóc cho các bạn một cái cách rất là tự nhiên. Khi mà mình pre-styling xong thì mình sử dụng thêm một ít sáp để cố định lại cái form tóc của mình, và cái sáp nó ăn vào tóc mình ấy rất là bình thường. Và ngoài ra tóc mình còn có thể gọi là nó mềm hơn một chút, bởi vì là tóc mình thực sự rất là cứng. Thực sự là mình khuyến khích cho các bạn là nên có một cái chai Healing Oil này trong tủ, bởi vì là mình cap ra là nó sẽ không thừa đâu. Mọi người mua về và mọi người dùng ấy, thì mọi người sẽ cảm nhận được một cái độ thay đổi của mái tóc của mình khi mà các bạn sử dụng cái chai Healing Oil này. Nếu như các bạn có quan tâm đến cái sản phẩm Healing Oil này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để xem thêm chi tiết về cái chai Healing Oil này. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên nhấn like, share và để lại cho mình một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.